tôi có một cái vợt cũ kiểu cũ đấy, nó bị hỏng một cái cán vứt đi rồi. Thế bây giờ tôi có một cái đoạn cần câu cũ gãy mất cả ngọn rồi. Thế bây giờ tôi muốn nối nó vào đây để làm một cái vật phụ, thì cái này cái phần này của nó còn rất tốt. Đấy. Thì tôi lại tìm được một cái đoạn cũ như thế này. Đấy. Cũng là một đoạn cần câu cũ, nó gần vừa với cái này. Đấy. Đây sẽ là cái đoạn nối, cắt nối. Tôi phải làm sao cho này nó vừa ở đây. Tôi thấy là phải mài cái này đi. Chưa được, còn phải mài đi chút nữa. Vừa hết rồi nhưng không thể thế này được, chưa thể gắn ngay nó vào được. Để chỉnh lý thêm một đoạn.
sau chừng 10 phút đấy, cái này là đã dính tạm vào đây rồi, không chắc đâu vì hai cái này là thép cả. Đấy. Bây giờ ta mới dán tiếp cái này vào. Cái này nó khô nhanh thì dễ làm nhưng mà cũng phải làm tí một. Nhấn đầu pha đến đấy thôi. Mình để nó lọt vào cái lỗ này rồi khó xử lý. Sau 10 phút nó tương đối chắc chắn rồi. Đấy. Sờ vào đây được rồi. Ta lại gắn tiếp cái này một đoạn để chặn cái eco lại. Đấy. Chặn cái eco lại không có nó quá trình dùng nó đề xe ra. Cái này ta sẽ phải nút vào đây vì nó vừa với cái này.
nó định hướng thì ta lại phải, đo cái quãng này. Giờ ta lại phải gắn cái này vào.
ta sẽ phải gắn cái này vào đây, nhưng mà nó lỏng thế này. Đấy. Đây ta mới cắt lấy một đoạn của cái ống này để chèn nó vào. Đây ta phải chẻ nó ra. Này nó là kết cấu sợi dọc, chẻ bớt nó đi. Chặt vào là được. Chặt vào là được. Cái này là tương đối chắc chắn rồi. Đấy. Giờ ta phải đo xem nó đến đâu rồi.
Bây giờ ta tiếp tục gắn cái này. Đấy, bạn lại trộn keo. Mỗi lần chỉ trộn vừa đủ dung thôi. Chưa trộn vào nhau thì yên chí là nó chưa khô. Trên này ta chọn một cục cho chắc thì nó sẽ đi từ trên xuống từ trong ra. Bạn yên chí là nó sẽ đi từ trong này ra. Đấy, bên ngoài là không phải. Tay thì run, chán thế. Xoay đều đấy, keo nó sẽ ra đến tận bên ngoài. Vừa đến nơi thôi nhá. Vì bạn ngừng lại là nó khô. Đấy. Đến đây là được rồi. Bạn có thể bớt nó đi. Đi sau nó khô để gọt cũng khó, dễ lắm. Như thế này phải sau nhiều giờ bạn mới dùng thực sự được. Đấy. Bạn chỉ cần đợi cho nó khô đi thôi. Sẽ sửa cho nó thật khít, thật chắc chắn.
là để điều chỉnh, vì quá trình dùng nó sẽ sai lệch đi. Để sang đây. Không bao giờ nhấc nó lên như này, nhấc này nó hiếu, vật gì cũng gãy. Nó chỉ muốn là cái cần câu dùng đúng chiều thì nó sẽ rất khỏe. Ta phải nhấc như thế này. Đấy, khi vật được con cá rồi thì ta nhấc lên theo chiều này. Không thể quay đi đâu được. Tốt lắm. Đây là toàn bộ cái vật khi người ta thu nó lại. Kéo ra này.